Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ bảy ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, huyện Chợ Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Huyện Chợ Đồn đã thành lập các đoàn công tác đi thăm tặng quà trực tiếp cho 10 gia đình chính sách tại các xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Đồng Lạc, Nam Cường, tổ chức lễ thắp nến tri ân và dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Ngoài ra, huyện Chợ Đồn còn chỉ đạo các xã thị trấn, các ban ngành đoàn thể của huyện có những việc làm cụ thể giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, như giúp đỡ về ngày công lao động, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tu sửa vệ sinh, chăm sóc cây xanh các nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vân vân. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Chợ Mới đã thành lập các đoàn công tác đi thăm hỏi tặng quà cho 8 gia đình chính sách ở các xã Thanh Mai, Thanh Thịnh và thị trấn Đồng Tâm, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Ngoài ra, để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, ngay trong tháng 7, huyện Chợ Mới đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm liệt sĩ, chỉ đạo cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Ba Bể đã thành lập các đoàn công tác đi thăm tặng quà cho 28 gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 9 triệu đồng. Cùng với đó, Bưu điện huyện Ba Bể, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ba Bể đã trao 8 suất quà với tổng số tiền là 4 triệu đồng cho những người có công với cách mạng. Ngoài ra, huyện Ba Bể còn tiếp nhận 455 suất quà của Chủ tịch nước trao tặng cho những người có công với tổng số tiền là hơn 90 triệu đồng. Huyện Bạch Thông cũng đã thành lập 3 đoàn công tác do lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn cùng một số ban ngành đoàn thể của huyện đi thăm và tặng 9 suất quà cho các thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình người có công với cách mạng tại xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Tân Tú. Nhân dịp này, các ban ngành đoàn thể của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông cũng đã đi thăm động viên trao hàng trăm suất quà, tổ chức lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, quét dọn vệ sinh các nhà bia ghi tên liệt sĩ tại địa phương. Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Bắc Cạn, gọi tắt là CSSP, triển khai hoạt động giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại ba huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bắc Nẵm với diện tích hơn 17.000 ha. Trong đó, dự án CSSP đã triển khai hoạt động giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 4 xã của huyện Ngân Sơn với diện tích 7.700 ha. Đến nay, xã Đức Vân là một trong 4 xã của huyện Ngân Sơn đã có quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện Ba Bể đã lập hồ sơ đất lâm nghiệp với diện tích 7.700 ha. Huyện Bắc Nạm thực hiện đo thực địa ngoại nghiệp được 5 xã với diện tích trên 2.900 ha. Ngoài ra, dự án CSSP còn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Ba Bể, Bắc Nạm theo cơ chế đồng tài trợ và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện sổ tay giao rừng để cấp cho người dân. Việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhằm tạo động lực, khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ và đầu tư phát triển rừng. Trong những tháng đầu năm, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 1.340 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay của cả tỉnh là hơn 1.200 ha. Ngoài nuôi thủy sản tại các ao, ruộng, khe suối, hiện nay, việc nuôi cá lồng tại khu vực xung quanh Hồ Ba Bể và trên sông Đăng cũng đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Riêng trong những tháng đầu năm, sản lượng cá giống của trại cá Cẩm Giàng cung cấp ra thị trường là hơn 13,6 triệu con, trong đó cá chấm trên 5,4 triệu con, cá chép hơn 2,8 triệu con, rô phi đơn tính hơn 2,5 triệu con và trên 2,9 triệu con một số loại cá giống khác. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong nuôi cá, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần xây dựng các mô hình nuôi thủy sản an toàn sinh học và ứng dụng các kỹ thuật mới vào nuôi, đồng thời quy hoạch các vùng nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo chất lượng để nâng cao giá trị cá thương phẩm trên thị trường. Trong thời gian qua, huyện Bắc Nạm đã có nhiều cố gắng trong việc tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút các công ty doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã ở Bắc Nạm còn yếu.
Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Nẵm chỉ có 7 doanh nghiệp tư nhân, 9 công ty, trong đó có 2 công ty và 1 doanh nghiệp được thành lập mới năm 2020. Các công ty doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, xây dựng, thu mua chế biến gỗ với quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Về việc phát triển hợp tác xã, trong thời gian qua, các cấp các ngành ở Bắc Nẵm đã thực hiện khá tốt công tác phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm nay, huyện mới nhận được 2 hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã. Hiện nay, cơ quan chuyên môn đang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh thẩm định hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn thành lập. Số hợp tác xã trên địa bàn huyện Bắc Nẵm đang hoạt động là 11, chủ yếu hoạt động với quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao. Mặc dù kỳ hè của học sinh năm nay rút ngắn hơn mọi năm, nhưng vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức để tạo ra sân chơi bổ ích lý thú cho các em, đồng thời hạn chế những tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra đối với học sinh trong kỳ hè. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Chợ Đồn. Buổi khai mạc hè tại xã Đồng Thắng thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn xã đến tham dự. Sau khi sáp nhập, xã Đồng Thắng có 22 thôn. Vì thế mà năm nay, xã phân làm 2 cụm và tổ chức sinh hoạt tập trung cho các em. Do thời gian hè ngắn, nên đoàn thanh niên xã Đồng Thắng sẽ tổ chức 3 buổi sinh hoạt, chủ yếu là dạy hát, múa, sân vũ, tuyên truyền cho học sinh về kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Và buổi cuối sẽ tổ chức trại hè yêu thương cho các em tham gia vui chơi. Đi sinh hoạt hè này cháu thấy rất vui vì có rất nhiều bạn, có rất nhiều chị, có rất nhiều anh. Các chị sẽ dạy mình về bảo vệ môi trường, không được đi tắm suối, không được vứt rác lung tung. Ban chỉ đạo hoạt động hè xã thì cũng đã dựa trên những cái nội dung mà ban chỉ đạo huyện định hướng thì cũng đã xây dựng những cái nội dung cụ thể là năm nay thì đối với hoạt động hè xã thì sẽ tổ chức sinh hoạt hè tập trung với hai điểm thì trên địa bàn xã thì có 22 thôn thì sẽ chia thành hai cụm. Cụm trên là 10 thôn và cụm dưới phía nam của xã là sẽ là 12 thôn. Chúng tôi cũng có phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cụ thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên sẽ là người trực tiếp lên lớp để tuyên truyền cách phòng chống đuối nước cho các em. Ngày hè, thời tiết oi bức nên trẻ em thường đi tắm sông hoặc chơi ở những nơi rầm mát, có cây xanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, rắn cắn và nhiều tai nạn đáng tiếc khác. Vì thế mà việc tuyên truyền để các em nâng cao nhận thức, tự phòng tránh cho bản thân là cần thiết. Bên cạnh đó, phụ huynh cần nhắc nhở các em tránh xa những nơi nguy hiểm, cùng các con xây dựng thời gian biểu để các em tham gia những hoạt động an toàn, lý thú. Thì các cháu học sinh là về nghỉ hè là rất là đông, cho nên vấn đề tuyên truyền đến các bậc phụ huynh học sinh là rất quan trọng. Thì xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền và cũng đã là giao cho các tổ chức đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội là cùng phối hợp để sao là tổ chức tốt cho các cháu sinh hè được. Để kỳ hè của thiếu nhi Chợ Đồn thật bổ ích, ngay từ cuối tháng 6, huyện đoàn Chợ Đồn đã tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn, anh chị phụ trách ở thôn, bản các kỹ năng để tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi. Đến đầu tháng 7, các đơn vị đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt hè tại khu dân cư. Tùy theo điều kiện từng địa phương mà tổ chức một hoặc hai buổi một tuần, có thể phân chia lịch theo tháng hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt tập trung. Thời gian cũng tùy theo địa phương, nơi có điều kiện thuận lợi thì tổ chức vào ban đêm, còn nơi giao thông không thuận lợi thì tổ chức vào ban ngày. Các anh chị đoàn viên cũng cố gắng đa dạng hóa hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt để thu hút thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm, lớp học thể thao, văn hóa cũng là lựa chọn của nhiều học sinh trong kỳ nghỉ hè này. Vừa rồi là những thông tin trong tỉnh, ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.